Chứng kiến người Việt Nam thả cá đưa ông táo về chơi, cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ hai điều cực khó tin. Việt Nam Stronger xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, sáng 23 tháng Chạp vừa qua, người dân Việt Nam ở khắp nơi trên đất nước đã đổ về các ao, hồ, sông để thả cá chép đỏ tiễn ông táo về chầu trời. Đây là phong tục lâu đời của dân tộc Việt Nam, với quan niệm cho rằng cá chép là một trong ba thứ tam sinh, tượng trưng cho phú quý, tài lộc. Vì vậy, thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp hàng năm giúp đem vinh hoa, lộc vận đến với gia đình. Người thì bán cá mệt nghỉ, các gia đình thì hăng say thả cá, nhộn nhịp cả một vùng. Cái không khí này thực sự rất là vui tươi và khó quên. Và có lẽ rằng, niềm vui thả cá đưa ông táo của người Việt nó lớn đến mức truyền đến tận tai mắt của các bạn cư dân mạng Trung Quốc. Chỉ trong vòng 24 giờ, trên mạng Douyin của Trung Quốc đã liên tục xuất hiện hàng loạt video nói rằng Việt Nam cũng có ngày Tết ông táo giống Trung Quốc, khiến cho netizen nước này đứng ngồi không yên. Có hai quan điểm chính được cư dân mạng Trung Quốc đưa ra và gây tranh cãi khá là căng thẳng. Bên cạnh đó cũng động chạm đến lòng tự tôn dân tộc Việt Nam. Vậy người Trung Quốc đang bàn tán những gì thì bây giờ chúng ta hãy cùng lên mạng xã hội nước này xem sao nhé. Cụ thể thì trước thềm năm mới Tết đến, trên mạng xã hội video lớn của Trung Quốc đã liên tục nổi lên nhiều video liên quan đến ngày Tết ông táo ở Việt Nam. Đầu tiên là chiếc video với tiêu đề như sau: Hôm nay là gần Tết Nguyên đán, mẹ vợ Việt đã nhờ tôi thay mặt gia đình đưa vợ, các con và cá vàng đi giải phóng. Người đăng tải video là một chàng rể Trung Quốc có tên là Đại Dũng, hiện đang sinh sống tại Việt Nam được 5 năm rồi. Trong video thì cả nhà của anh ấy đã cùng nhau đi mua cá chép, thực hiện việc thả cá chép xuống hồ. Đại Dũng không quên giải thích rằng đây là một tục lệ khi cúng ông thần bếp ở Việt Nam. Ngoài gia đình Đại Dũng, xung quanh có rất nhiều người khác cũng đang thả cá chép, khuôn mặt của mọi người đều hiện rõ sự vui tươi, hồ hởi. Còn đây là một video khác bình luận sâu hơn về phong tục thờ ông táo của Việt Nam. Chủ video chia sẻ: Ở Việt Nam không chỉ thả cá chép mà họ cũng có mâm cúng thịnh soạn cho ông thần bếp. Tùy theo từng gia cảnh, người ta hoặc là mâm cỗ mặn với xôi gà, chân giò luộc, các món đầu nấm, măng hay là lễ chay với châu cau, hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc để tiễn táo quân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như các video này không nhận về những bình luận trái chiều của dân mạng Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem quan điểm của các bạn Trung Quốc về video này như thế nào nhé! Luồng ý kiến đầu tiên, có rất nhiều người cho rằng phong tục này là copy của Trung Quốc với những bình luận như sau. Bạn đang tiếp tục văn hóa truyền thống Trung Quốc khi chúng tôi chưa cho phép điều đó. Khoảng 5 năm nay, Việt Nam học từ chúng ta cúng ông táo quân về chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, rất giống. Việt Nam từ xa xưa là của Trung Quốc nên phong tục tập quán cũng giống như Trung Quốc. Lễ hội táo quân là một phong tục truyền thống của Trung Quốc được bảo tồn rất tốt ở Việt Nam. Phong tục tập quán cũng tương tự, người Việt là thành viên của dân tộc Việt và dân tộc Bài Duy phía Nam sông Dương Tử ở Trung Quốc, sao chép mọi thứ của Trung Quốc. Chắc là sau khi nghe mình đọc những bình luận của các bạn Trung Quốc bên dưới video này, thì các bạn cũng nhận ra những lỗ hổng trong lập luận của người Trung Quốc đúng không? Chưa biết bản quyền thuộc về nước nào, nhưng nghe các bạn ấy nói nào là Việt Nam từng thuộc về Trung Quốc hay văn hóa Việt Nam giống hệt Trung Quốc là biết tâm hiểu biết của họ đến đâu rồi. Tuy là vậy, mình biết chắc rằng là nhiều bạn ở đây cũng đang rất băn khoăn không biết. Vậy sự thật là như thế nào? Ngày cúng ông táo 23 tháng Chạp của Việt Nam có phải là copy từ Trung Quốc hay là không? Mình sẽ lý giải ngay sau đây. Ông táo hay thần bếp của dân gian Trung Quốc gọi là ông thần lửa, tên là Trúc Dung, trong khi hình tượng ông táo quân của Việt Nam là hai ông một bà, thổ công, thổ địa và thổ kỳ. Theo trang The Star, người Trung Quốc tin rằng ông táo khi về trời sẽ cưỡi ngựa. Ngày cúng táo quân, họ thường đốt ngựa giấy, còn bày biện thêm đồ cúng là nước uống và cỏ khô để ngựa ăn uống trên đường. Còn ở Việt Nam, ba vị thần cưỡi cá chép lên trời nên trong bộ vàng mã, ngoài ba bộ mũ áo cho táo ông, táo bà luôn có hình độ cá chép. Ngoài ra thì người Việt còn có phong tục thả cá chép phóng sinh để ông công ông táo lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió. Rõ ràng chúng ta thấy được ý nghĩa của hình tượng táo quân, thần bếp từ nền văn hóa Việt Nam khác hẳn với thần lửa là đàn ông của văn hóa Trung Quốc. Ở hai quốc gia, lễ táo quân đều có ý nghĩa tiễn các vị thần bếp về trời, báo cáo lại một chuyện trong gia đình suốt năm qua, sau vài ngày lại làm lễ đón táo quân trở về. Tuy nhiên, thời gian có sai lệch đôi chút. Ở Trung Quốc thì lễ táo quân thường diễn ra từ ngày 24 tháng Chạp âm lịch, có thể tổ chức sớm vào ngày 23 hoặc muộn vào ngày 25. Người Hoa làm lễ đón táo quân trở về nhà vào ngày mùng 4 Tết. Còn ở Việt Nam, người Việt chuẩn bị lễ tiễn ông công ông táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp và sẽ đón ba vị thần bếp trở về nhà vào đêm 30 Tết. Vấn đề cũng không chỉ dừng lại ở đây. Chiếc mũ của ông công ông táo được bán đầy ở khắp chợ thôn quê ở Việt Nam ngày nay lại là một hình tượng được cách điệu bằng giấy của chiếc mũ của các vua Hùng trên trống đồng làng Việt. Trong khi Trung Quốc có 1.000 năm Bắc thuộc ở Việt Nam là sau khi thời đại vua Hùng kết thúc, điều đó chứng minh rằng Việt Nam không học tục thờ cúng thần bếp từ Trung Quốc. Và bây giờ thì chúng ta đã rõ, tục cúng ông táo về trời, thả cá chép hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Chúng ta càng không phải xin bản quyền của bất kỳ một ai cả.
Ngoài vấn đề về bản quyền, rồi tranh cãi ai học của ai, trên mạng xã hội Trung Quốc, mình cũng đọc được khá khá những quan điểm hết sức thú vị. Dù ra sức nhận vơ tục thờ ông Táo về phần mình, nhưng cư dân mạng Trung Quốc lại để lộ một sơ hở. Mình cứ tưởng rằng là bên Trung Quốc quý ông Táo lắm, thờ ông Táo rồi làm lễ ông Táo hoành tráng lắm cơ. Ai ngờ bên Trung Quốc lễ đưa ông Táo không còn được truyền bá nhiều nữa, bằng chứng là những lời thừa nhận sau đây. Tại sao các bạn khẳng định đây là phong tục Trung Quốc, nhưng ngày nay không ai tổ chức nó? Đừng ảo tưởng nữa. Ý thức lễ nghi quá mạnh mẽ, nhiều gia đình ở Trung Quốc không làm điều này, cảm thấy xấu hổ. Lễ hội Táo Quân cũng là một lễ hội dân gian ở Trung Quốc, nhưng đáng tiếc ngày nay nó đã bị thất truyền. Trong khi nước ngoài đang tổ chức lễ hội truyền thống Trung Quốc, chuyên gia Trung Quốc lại cho đêm giao thừa được nghỉ ở nhà và không có niềm vui nào. Lễ hội truyền thống của người Việt Nam mang tính truyền thống và nghi lễ hoành tráng hơn ở Trung Quốc, đây là điều đáng xấu hổ. Và đó là một số comment khác của netizen Trung Quốc. Cũng vì tò mò, mình đã đọc trên các tờ báo chính thống của Trung Quốc và nhận ra rằng phong tục tiễn táo quân về trời của người Trung Quốc đang ngày một vắng bóng. Nhiều gia đình chỉ cùng kéo tượng trưng, dàn giấy mới vào nhà và dọn dẹp nhà cửa. Mọi nghi thức cúng bái cũng được làm giản tiện hơn trước cho phù hợp với cuộc sống hối hả của từng nhà và sự phát triển của xã hội. Thế mà các anh hùng bàn phím cứ nhận vơ cho lắm. Trong khi đó, nhìn sang Việt Nam ta mà xem, đây vẫn luôn là một trong những phong tục nét đẹp văn hóa đã được lưu truyền từ xưa đến nay của người Việt Nam. Vào những ngày cuối năm, người Việt Nam chúng ta lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa cành mai, cây đào, người người, nhà nhà, lại xách ba lô quay về đoàn tụ bên nhau. Và không thể nào quên cúng ông Táo vào ngày 23 Tết. Nhìn khung cảnh người dân năm nào cũng ùn ùn kéo nhau đi thả cá chép thật là khiến chúng ta bồi hồi các bạn nhỉ. Nó vừa là một chút tâm linh, lại vừa thể hiện tinh thần của dân tộc rất cao. Thả cá chép còn sống trong chậu nước với mong muốn là cá chép có thể vượt vũ môn hóa rồng. Từ xa xưa, rồng vốn được coi là loại vật linh thiêng, có khả năng hầu mưa gọi gió nên sẽ mang được lợi ích to lớn cho cư dân vùng nông nghiệp lúa nước. Năm nay cũng là năm con rồng nên ý nghĩa càng to lớn hơn. Không chỉ vậy mà cá vượt vũ môn còn tượng trưng cho tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền bỉ không biết mệt mỏi để đi tới thành công. Ngoài ra, cá chép còn là biểu tượng cho sự phát triển cùng khả năng sinh sôi vô cùng lớn. Thả cá chép trong ngày ông Công ông Táo tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực, mong cầu sự sinh sôi, phát triển của người Việt từ xưa đến nay. Mong rằng các thế hệ sau, chúng ta đừng vì những lời bịa đặt mà vội quên đi nguồn cội của thời Hùng Vương dựng nước. Có hiểu biết như thế nào về ngày này thì các bạn hãy bình luận ngay bên dưới cho mình và các bạn khán giả khác cùng tham khảo nhé! Chúc các bạn có một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc bên gia đình mình. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.